tôi không ăn ốc hả? Đi bên đây nữa nè, quá trời nhiều luôn. Xã Ngân lựa một đôi giày để mang đi làm. Ở đâu đó được anh, được không? Có bóp nữa nè, dớ quá trời dây nịch luôn. Hồi bữa nay ngày mấy mình nè? Bữa nay ngày 14, à, 13, 13. Âm lịch 13. Bữa nay là ngày 13 âm lịch rồi mọi người. Gần tới Tết là còn có 17 ngày nữa vậy. Nhanh quá. Bây giờ cả nhà của Ngân đi ăn sáng mọi người, xong rồi đi lòng vòng coi giày dép quần áo gì đó, thì mua cho bé Xu. Sẵn Ngân quay lại cho mọi người xem cho vui nha. Đi sắm đồ Tết, nhưng mà hôm bữa giờ cũng mua lai rai rồi, chủ yếu là bữa nay đi lòng vòng coi đồ Tết cho nó có không khí Tết những ngày cuối năm nha mọi người. Thì mình đi nha. 12 giờ trưa rồi mới ăn sáng. Mấy giờ anh? 11 giờ. 11 giờ. Trời ơi. Cầu Bùi Hữu Nghĩa. Nhà Ngân chạy qua đây sát bên nè. Giáp ranh với quận nhất luôn á mọi người. Từ nhà Ngân chạy qua cầu Bùi Hữu Nghĩa chừng 500 m. À, qua đây tới quận nhất rồi. Tiện lợi lắm. Sáng ở đâu? Sáng quận nhất hả? À, quận tư. Không biết nữa. Để này có tiệm đà đáng cà phê nè mọi người. Vô đang rồi vậy. Ngày thứ bảy đường cũng không có đông lắm. Đây đổ xăng đây. Hả? Đổ xăng hả? Chú ăn cơm chưa hả? Ôi hồn gùa này vắng tanh nè mọi người. Chú đi chơi chưa? Thứ bảy người ta còn đi làm á. Chứ ban ngày cũng ít ai tới đây lắm. Còn có buổi tối thì đông. Vắng quê à. Có mấy em sinh viên đang ngồi học bài làm gì uống nước ăn giặt thôi kìa. Quận 3 anh Nguyễn Đình Chiểu nha mọi người. Đi lũi ngang vô cái chợ nhỏ nhỏ nè. Ủa chợ gì trời không biết luôn á. Các chợ tự phát quá ha. Bán hai bên đường nè, cái cây quá trời luôn. Ăn ở đâu đây ta? Ăn cái gì anh? Bún hồ Quế hả? Ta muốn riêu. Bún riêu đi, kiếm ăn bún riêu, thèm bún riêu quá mọi người. Đây 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 nè, có không? Có quán này không? Wow. À đem xuống. Quán bún riêu 616. Ủa xe để đâu chị ơi? Đi 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 qua đây nè, đi nép nép qua đây nè, đúng ngay ngay kiếm mình đi đi. Vậy đây nè con, đi đâu hả? Bún riêu, canh bún. Ngồi kiếm chỗ ngồi đi con. Ngồi ngồi đây đi ha. Con ngồi đây đi. Ca bún riêu luôn đi nha nghe. Một tô bún riêu. À anh ăn gì? Cho con một bún riêu. Cao muốn riêu luôn nha. Cao muốn riêu tầm bún. Chú ăn muốn riêu đi. Muốn riêu ha. Dạ. Của con làm đầy đủ bình thường. Rồi cái nồi thịt lèo nè mọi người. Có mắm tôm rồi này. Chả. Cái này là nước chấm hả cô? Đúng rồi đúng rồi. Nước mắm gừng hả? Là ăn bún riêu nó mắm gừng hả? Ốc á. Chấm ốc chấm ốc. Trời ơi, cái nồi nước lèo quá trời riêu luôn nè mọi người. Wow. Một ly nước mét luôn đi. Canh bún. Có ốc nữa nè. Canh bún mà mình ăn với rau muống. Bún riêu thì mình ăn với lại bắp chuối, rồi có rau kinh giới, giá với rau muống bào. Và tàu hũ chả nữa quá trời. 287 sạc 69 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3 nha mọi người. Đối diện cái số này là gì? Quán bún riêu là số 66 không ta? Quán bún riêu ngon không thấy để số. Đây nè. À, đây đây đây. 287 sạc 66 đường Nguyễn Chiểu, phường 5, quận 3. Ai ăn bún riêu, canh bún thì ghé đây ăn nha. Ngân cũng mới ăn lần đầu luôn. Để ăn thử. Trời ơi. Con
Wow. Như con ừ, làm con ly nước mía luôn đi con. Thấy nước mía thèm quá à. Tôi uống riêu với Thu quá trời đã luôn. Thu mang ốc hả? Có ốc nè, với lại đậu hũ, rồi chả cua, quýt, với lại chả lụa, gai, mắm tôm. Ăn bún riêu mà thấy mắm tôm là mất đi một cái phần vị ngon á. Ớt nữa kìa, cho ớt nhiều nhiều vô ăn cho nó đã. Wow, bà ăn ớt dữ nha. Như con, ăn đi con. Bên đó sẽ đi xe quả, giao ăn theo hàng mà. Lương tính 91. Ăn theo điểm, điểm 1 điểm 1 ngàn. Bây giờ nó cho chạy trước, chạy trước là 3 đơn à. Hấp thử nước lèo anh. Nước lèo anh. Anh ăn quán này chưa? Chưa ăn bây giờ. Coi mạng rồi chạy tới luôn hả? Ok. Có nước mắm gừng chấm ốc nè. Có cục chả quế nữa hả? Chúc em ăn. Ăn quá nhiều quá. Nghề của mẹ mà con. Cắn cục quế con cái cày. Lâu lâu mình mới ăn mà, ăn cho nó đã kệ. Ăn quyết nó mới ngon, uống riêu rồi thiếu quyết nó không ngon. Đúng giá trụng luôn quên. Bữa cà hồn có uống vừa. Nhìn ba ăn thèm chứ vậy. Chảy chảy nước miếng luôn. Chả cua ăn thử, chả cua ăn ngon à. Có mấy cục chả cua à? Con không ăn, con đưa cho ba hết luôn rồi. Không ăn hả? Con chan đậu hũ thôi hả? Trời ơi. Chả cua. Cục quyết, thối thật không? Bự. Xu nó sớt qua. Ba cục. Thank you.
thôi chứ mẹ. Đó là khách. Ba sớt mà. Ốc nhiều quá. Đấy. Em đang nhẫn cơm đó nha. Có đéo vậy. Coi cho con ly nước mía nữa. Mình đi giờ này cũng hợp lý. Đi ăn sáng mà tới gần 12 giờ. 11 giờ 40. Chuyển qua ăn trưa luôn. Từ bữa trưa luôn. Con chém mắm tôm cho có vô nhưng mà không dám quẩy hết nè, con chưa nè. Sợ chế nhiều quá đi mà. Quẩy từ từ. Mặn có nước mía là uống giải khát. Đang nước mía bình cát này. Này nước mía nhiêu ly chị? 10.000. Dạ. Rồi đi thôi. Có quên gì nữa không? Có ba lô con kìa. Sao? Này nhanh nắm tay mẹ nè, cẩn thận cái nồi nước sôi. Hình như là cái tiệm dài Hồng Thạnh là nằm gần đâu đây nè, ngã tư trên đó. Đường Nguyễn Đình Chiểu gần chợ Bằng Cờ á. Chợ Bằng Cờ ở đâu đây nè phải không anh, đâu gần đây nè phải không? Đường Nguyễn Đình Chiểu nha mọi người. Mình có mua giày Hồng Thạnh á, mình ghé đây mình mua. Tiệm giày Hồng Thạnh nè, giày dép nam nữ đều có hết đầy đủ luôn. Tiệm giày cũng lớn luôn, hai bên luôn. Tiệm này có nhiều chi nhánh lắm. Đi vô con, vô đây nè, bên nào cũng được chứ. Đó, mình mua giày đi làm, giày đi chơi, loại nào cũng có hết trơn, đủ giá luôn, đủ màu luôn. Người ta để về mẫu ở đây nè, để cho mình dễ lựa chọn. Khi mình chọn lựa cái mẫu vừa ý rồi, cái mình kêu người ta lấy xay. Giày người ta để trong kho nhiều lắm. Quá trời luôn. Còn phía trong mấy bên kia nữa nè. Đó, có ngồi đi. Ngồi đi. Cái này là cái mã số hả ta? Đây nè, có giá nè, giá vậy để cho mình dễ mua. 570 ngàn một đôi. Nói chung là có đủ giá, này là 650 ngàn một đôi. Còn đôi này nhiêu? Cái đâu ta? Sâu nè một. Ở đây nè, 630 ngàn. Nó hơi màu. Xã Ngân lựa một đôi giày để mang đi làm. Ở đâu đó được anh, được không? Coi từ. Cái đôi này em thấy cũng đẹp nè. Anh này mang đi làm đẹp lắm.
Ờ, đó đó cũng được. Ờ, giá nhiêu ta? 590.000 như 600.000 thôi. Số lựa cho ba đi. Ba ngó xô nha. Em qua bên kia chút nha. Đây nè, có dép nè. Dép lê. Cái này giá, để ngân coi giá nha. 250.000 một đôi. Cái này nhiêu ta? 310 một đôi. Giày dép có thương hiệu thì giá vậy mọi người. Nhưng mà mình mang thì người ta bảo hành cho mình, bảo hành keo trọn đời cho mình luôn. 330.000 một đôi. Còn đây là dép. Dép dép da. 460.000 một đôi. Nhiều kiểu lắm. Còn đây này nhiêu? 330.000, nói chung là tầm chừng 200.000. 250.000 trở lên. Nãy giờ Ngân thấy giá 250.000 là giá ít nhất. Còn giá cao nhất như thì Ngân không biết. 300, 400, 500 cỡ nào cũng có hết nha mọi người. Mang mấy cái giày mà có thương hiệu vậy nè, mình mang nó cũng bền. Mình mang đôi giày nó chắc chắn. Quá trời nhân viên luôn. Bên đây nè. Bên đây có bóp nữa nè. Dớ. Rồi có dây nịt nữa nè mọi người. Quá trời dây nịt luôn. Dây nịt thì 250.000 một cái. 200, 206, 308, 310, 350, 340, 340. Quá trời dày luôn. Đủ kiểu luôn. Này 470.000. Cái đôi này là 601. Để coi cái đôi giày rằn ri. Cái này giá như 350. Giày nữ. Trời ơi bóp. Giày đập. $260.000 một cái bóp. Nói chung nó có đủ giá, nó dao động tầm giá 200, 220, 226 rồi. Đây cái này nhiều. Cái này 250. Bóp tầm chừng 200-300 ngàn một cái. Ba trăm mấy không có. Rồi về nữ nè. Cái này là 340.000. Mà Ngân thích mang mấy loại giày này nè. Nhưng mà Ngân chân Ngân mang không được. Chân mình nhỏ mình mang á thì giột gót hoài à. Ngân rất là thích mang mấy loại giày này luôn nè. Nhưng mang không được. Từ nào giờ không có mang được. Số nhỏ nhất là số 35. Mà chân mình mang còn vừa. Nó bị giột gót. Mang mấy cái này chân nó phải chặt. Mình mang nó mới đẹp. Cái này 360. Quá trời kiểu luôn. Đủ kiểu hết trơn. Giày cao gót rồi. Giày đế thấp thấp gì nè. Giày bít xẹp 330.000. Rồi Hồng Thạnh. Có nhiều chi nhánh lắm. Đây. Đó, quá trời kiểu. 340.000 một đôi. Đôi gì? Đế xuồng.
Nó dép đế vậy, người ta kêu là đế xuồng. Đế giày mình dễ đi lắm, không có bị mỏi chân. Có giày nữa nè, giày nữ này nhiêu thôi đó. Có 300 ngàn thôi à. Cũng đẹp quá nè. Để coi cái này nhiêu thôi. À, cái đôi này là 550. 550 đôi. Này 360 ngàn đôi. Nè đôi này 300 ngàn. Trời. Hôm nay làm gì mình đi coi giá, dò giá. Giống như mình đi dò giá vậy trời. Cái nào cũng coi, coi giá chứ. Đây em ơi. Tại vì Ngân quay cho mọi người xem để mình có nhu cầu mua giày dép thì mình vô đây mình mua nha. Rồi chắc Ngân cũng kiếm đôi Ngân mua quá. Cái này dép cho người lớn tuổi. Mấy kiểu lưới lưới giống như hồi xưa vậy trời. Mọi người có dép, có nhớ mà dép hồi xưa mình mang mà hay có lưới lưới vậy nè. Cái này cho người lớn tuổi nha. Mang im chân, không bị đau chân. Dép này cảm thấy nó mịn lắm, nó mềm. Kiểu là cái chất liệu nó không có bị cứng. Chỉ mấy mèo mang mấy đồ này lên sang lắm, mấy người lớn tuổi mang đồ này đẹp lắm, sang trọng, sang chảnh. Đó. Đó. Đi bên đây nữa nè, quá trời nhiều luôn. Chỗ này hình như người ta mở thêm rộng ra thêm á, hồi trước Ngân đi là cũng đâu có rộng gì đâu ta. Cảm giác như là bây giờ nó rộng lên thêm, như kiểu làm ăn được. Ta mở thêm hay sao? Mở rộng ra đó. Quá trời luôn. Mấy cái đồi lẹp xẹp lê thê này, để coi nhiêu đôi vậy? 220 ngàn. Gì con? Đâu vậy con đâu? Đẹp quá con gái. Nhưng mà mang vậy có đen chân không? Cái màu đó có đen chân không? Đẹp chứ đen. Nít mà. Rồi là đi để vừa rồi nó rộng. Bây giờ nó mang lâu. Cái mua mà nó sáng quá bỏ đi. Cái này nhiêu đôi con? Để mẹ coi giá nha. Dạ. 380 ngàn. Thì vậy cái này có màu khác không? 480 ngàn. Rồi. Trời ơi, còn đôi này 500 ngàn nè. Ủa, gì vậy, 50 ngàn nè. Đôi này mới sang chảnh hơn đôi này nè. Ghê không? Cuối cùng con quyết định lấy đôi đó hả? Dép Lào mang đi Tết rồi. Đây con quất hết đôi giày 380 ngàn này, mày mang dép Lào. Ô, dép nữ nè, nãy bé Xu lựa ở đây phải không? Con nãy con lựa ở đây phải không? Dép con dép trẻ em nè, dép gái. Wow. Mấy cái này thì mang nó thoải mái, nhưng mà nó không có tôm dán. Nhưng mà Tết thì mặc đầm 220 ngàn. Tết thì mặc đầm nè. Này một quần sọt. Quần sọt hả? Cái này thì chỉ quần sọt rồi đi chơi bình thường thôi. Còn mình đi đâu Tết rồi mình mang cái dép mà mặc đầm mình mang cái dép có cái guốc cao cao chút. Đi cho nó y kiểu như là người mẫu vậy đó, cho nó tôm dán. Mẹ không biết lựa gì luôn, chắc thôi mẹ không mua. Con lựa để lúc khác mẹ lựa. Mẹ ra chợ bà chịu mẹ mua cho dễ. Cái đôi giày nãy mang đẹp không chịu hả? Vậy nào? Thôi đôi màu gì hả? Màu da nãy đó không được hả? Đâu. Cái này chứ không ăn. Đôi đó nhiêu anh? Nhiêu nhiêu, giá nhiêu? 29.
kiểu này cũng đẹp nè, lịch sự. Nhưng mà sao nó nứt nứt vậy ta? Da nó vậy. Nè, nè nhìn nè, nè. Cái da nó vậy chứ còn cái đôi khác thì nó sẽ cây là có màu đen đó kìa, màu xám hả? Thích màu đó hả? Màu này nó thử đi, mang thử chân mang kia kia đó em. Chân này kia nè. Đó. Đấy hả? Ờ, cái đó màu màu nâu. Ờ, nó không bằng màu vàng đúng không? Màu vàng. 290 ngàn. Đúng không? Rồi, anh mang hay em mang đâu chạy? Được không? Được. Anh mang số 42 hả? Em nhớ anh mang số 44 luôn mà. Mẹ, số 42 nó vừa rồi. Chắc tùy, tùy tùy loại, tùy xây, tùy hãng. Y tế đưa ra. Đau chân không? Anh đôi xuống đôi rồi. Hai cho con 380, đôi kia thì 290, tổng cộng là 670 ngàn. Chi nhánh của tiệm giày Hồng Thạnh nè, người ta in nó trên cái túi luôn nè. 644 Nguyễn Đình Chiểu, phường 3, quận 3, rồi đường Cách Mạng tháng 8, quận Tân Bình cũng có, rồi đường Phan Đình Phùng, Phú Nhuận nè, rồi đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp, Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức, rồi Nguyễn Thị Thập, quận 7, 7 chi nhánh lận. Nhưng mà Ngân đang ở chỗ 644 Nguyễn Đình Chiểu, còn mấy cái chi nhánh còn lại nữa nè.